Ronaldo gây bão chỉ trích thẳng Ten Hag ở Manchester United. Cristiano Ronaldo vừa đăng đàn phê phán thái độ của huấn luyện viên Erik Ten Hag kể từ ngày nhà cầm quân Hà Lan tiếp quản đội bóng thành Manchester. Trong podcast phỏng vấn với người đồng đội cũ Rio Ferdinand, ngôi sao Bồ Đào Nha một lần nữa chỉ trích Ten Hag, huấn luyện viên trưởng Manchester United hiện tại. Như đã chia sẻ với các bạn, Manchester United cần xây dựng lại mọi thứ. Ten Hag nói rằng, Manchester United không thể cạnh tranh chức vô địch ngoại hạng Anh và Champions League. Ronaldo bất đồng quan điểm với huấn luyện viên Ten Hag. Với tư cách huấn luyện viên quỷ đỏ, không được phép thiếu tính chiến đấu như vậy. Dẫu tiềm lực chưa đủ, cũng không nên nói điều đó. Manchester United sẽ cố gắng. Bạn phải cố gắng, Ronaldo bày tỏ quan điểm. Có nhiều đồn đoán về tương lai Ten Hag hồi hè. Trước khi đội ngũ lãnh đạo bóng đá mới do INEOS đứng đầu quyết định tiếp tục gắn bó với ông. Thời gian gần đây, Ten Hag nhận nhiều hỗ trợ từ thị trường chuyển nhượng và đội ngũ ban huấn luyện mới, thêm sự xuất hiện của cựu tiền đạo Ruud van Nistelrooy. Ronaldo cảm thấy việc bổ nhiệm trợ lý từng ghi đến 150 bàn cho Manchester United là bước đi đúng đắn. Anh tâm sự thêm, Ten Hag nên lắng nghe lời khuyên từ Ruud. Điều đó có thể giúp ích nhiều vì anh ấy hiểu tường tận về Manchester United. Đội bóng cần sự tham vấn từ những người ở đây từ lâu. Bạn, Rio, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville, bất cứ ai hay cả Sir Alex Ferguson nữa. CR7 cho rằng, Ten Hag cần lắng nghe lời khuyên từ Ruud van Nistelrooy. Chúng ta không thể xây dựng lại một câu lạc bộ hùng mạnh mà lại thiếu kiến thức. Những kẻ làm việc trong văn phòng chẳng giúp ích gì. Người hiểu bóng đá, 99% là những người từng trong phòng thay đồ. Họ biết cách đối phó với cầu thủ và hiểu rõ cần làm gì. Bởi vậy, tôi tin Ruud sẽ mang đến nhiều thứ vì anh ấy đã biết Manchester United cũng như fan hâm mộ nơi đây. Nếu huấn luyện viên trưởng biết lắng nghe, có thể đội bóng sẽ cải thiện hơn.